kia một nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều cưng chẳng cần nhiều lo lấy thân, lỡ mai về bên khó lòng nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu. Ba bên bốn họ nhìn ra ngó vòng, họ hàng cô ba tì đông, mẹ chồng em dâu biết không đứng ngồi nói năng lớn lời. Mẹ ơi phận gái 12 bên biết bên nào trông không biết sống nào đâu, biết gửi hai mai một ngày con sức giá theo chồng. Dù người ta yêu thương con nhớ đừng xem là thường, sức giá rồi tổng cô con nhé đông ngon dung đất hành, chọn đời con thờ chồng giữ gìn tiếng sạch trong danh gia ta thủy chung. Học hành đi nghe con gái mẹ ngoan, mai kia mốt nó còn đi lấy chồng.
trong lòng. Thấy con lên việc tất cha, lòng mẹ cũng nghe mừng vui. Chuyện làm dâu khó nhọc thì mẹ vừa thương vừa lo xa trong lòng. Không biết rồi con mình có làm đẹp giả bên chồng. Mẹ đã làm dâu nửa đời nên mẹ biết cái đắng trăm bề. Con cũng biết vậy sao giờ nghe nhiều.